chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình hên quá, mình may mắn quá, mình đã nhận được cái thùng hàng Rubik, mình vừa mới nhận được luôn. Cái shipper gọi cho mình á, mình giật mình luôn, mình hên quá, mình nhận. Tại vì cái khu vực của mình á là bị 5 ngày cấm không có cho đi đâu hết á. Mà hên sao mình cũng nhận được cái thùng Rubik luôn. Thì cái thùng Rubik này á là của shop Rubik Trà Vinh. Thì cái shop này là đây là lần đầu tiên mình mua luôn. Thì có rất là nhiều bạn từ trước tới giờ yêu cầu mình mua review của cái shop Trà Vinh này nè đó, nhưng mà mình bận quá, mình lo mua những cái shop khác không à, mình chưa có dịp mua cái shop này. Thì hôm nay bữa mình rảnh đó, mình có vô mình coi thử á, mình thấy cái giá rất là rẻ luôn, giá rất là phải chăng luôn, nên mình quyết định mình mua thử coi coi là nó chất lượng như thế nào. Giá thì rất là ok rồi đó, nhưng mà không biết là chất lượng hay hàng quá nó như thế nào, nó có uy tín hay không. Thì mình hôm nay mình sẽ làm review cho các bạn để các bạn biết, thì các bạn có thêm được một shop bán nữa, còn nếu mà không uy tín thì các bạn khỏi mua đó. Nó là như vậy đó. Thì bây giờ cái thùng quýt nó đây đó, cái thùng quýt rất là to luôn, rất là xịn sò luôn. Thì đây là lần đầu tiên mình mua nè, mình cũng chưa biết cái cảm, nói chung là cảm giác cũng hồi hộp lắm, tại không biết nó có chất lượng hay không. Thì bởi vậy mình sẽ khui ra mình review cho các bạn coi coi nó có chất lượng hay là không chất lượng nha, rồi các bạn cùng mình coi coi nó là những con quýt gì và nó như thế nào nha. Và đây đây là thùng Rubik của shop Rubik Trà Vinh. Ủa đâu rồi, đây nè đó. Shop Rubik Trà Vinh đó, các bạn thấy không đó. Thì giờ mình khui ra mình review cho các bạn, tại vì cái shop này á là mình thấy cái giá nó cũng phải chăng lắm, mà đây là lần đầu tiên mình mua luôn, thì mình không biết như thế nào, thì để mình review rồi bây giờ mình đánh giá cho các bạn là có nên mua hay không. Tại cái shop này thì cũng nhiều bạn yêu cầu mình mua lắm, nhưng mà tới bây giờ mình mới mua được. Đây, đầu tiên là con X-Men Tornado V2 đó. Đây là một trong những con mà mình rất là thích luôn, giá thì rất là rẻ luôn mà nó rất là đẹp luôn đó. Đóng rất là cẩn thận nhưng mà vẫn bị mớp nè, các bạn thấy vẫn bị mớp. Cái này chắc không phải là do shop đâu mà do vận chuyển á, tại vì á mình đặt mua là cầu mười mấy ngày rồi đó, thì chắc trong cái quá trình vận chuyển nó lâu á, nó lưu lại kho hàng á, tham gia chắc nó có thể nó đợi nó cứng nó mớp á, hơi ổn vậy thôi. Thì bây giờ với cái tình hình bây giờ là bắt buộc phải chịu như vậy rồi các bạn ơi, tại vì một hồi trước cái mình đặt hôm trước không sao có liền, còn bây giờ đặt là còn 2 tuần lễ mới có, thì tham gia nó bị mớp méo cái hộp là đương nhiên rồi. Còn dính gì nữa nó chưa ra đây à. À, không, đầu tiên mình rất thích cái hộp, mình rất thích cái con này á, là cái chỗ mà khi mà mình khui cái hộp ra đó, các bạn nhìn thấy không, nó rất là sang trọng luôn. Nó phối cái màu đỏ nè, cái màu đỏ nhìn là rất là sang trọng, cực kỳ sang trọng luôn đó. Nội là nó ăn tiền, là nó ăn tiền từ cái hộp rồi đó, không hộp phụ kiện rồi đó không? Nó làm một, nó phối một cái màu đỏ nè. Thì mình mở ra coi, nói chung con này mình đã review mấy lần rồi, nhưng mà mình chủ yếu là mình mở ra mình coi coi nó có đầy đủ đồ giống như mấy con trước hay không thôi, để nó có thiếu sót hay cái gì không thì để mình còn review cho các bạn biết. Đây là miếng vải nè đó, mình đã khui ra rồi thì mình không có khui nữa, mình chỉ kiểm thôi. Đây là cái bao này, là vải vải dạng như là không vải như vải bố luôn á, chứ không phải là vải nhung như là kia nữa. Rồi tấm thẻ, mấy cái sách để mình chỉnh mấy con ốc nè. Rồi ok, đầy đủ. Và cái vít, rồi đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Đó. Chứ để mất công mình không kiểm á, đầu nó bị thiếu con này, thiếu cái kia nữa thì mất công mai mốt các bạn mua các bạn bị thiếu nữa. Rồi. Rồi cái hộp này thì nó không có gì hết, nó chỉ vậy thôi. Bỏ qua một bên hết luôn. Đó. Mấy cái con QG mà đời mới bây giờ nó đóng trong cái hộp này nè. Cái hộp này là cái hộp mà mình nói là mình rất là thích luôn, không nó rất là xịn sò luôn nè. Hộp nó là nhựa cứng mà nó thậm chí mình để về nè, mình khỏi cần chưng cái hộp giấy luôn, mình để về mình chưng mình thấy nó cũng sang nữa các bạn. Có dính cái gì không sao mở nó ra thôi.
nó có dán keo hay gì không ta? À đây. Đó. Dạ, được đóng trong một cái bịch ni lông này rất là cẩn thận luôn nè. Mà mình thì mình cũng không có thích bịch ni lông này cho mấy lắm. Bịch ni lông này khi mà các bạn khui ra rồi á, mà các bạn gắn vô lại khó lắm. Mà nó còn nhiều khi nó còn làm chạy cái con robot nữa. Nếu mà những cái con robot mà làm mình làm bằng nhựa bóng á, nó dễ bị xước lắm. Đó. Thì các bạn thấy nè, không, trên cái hộp nó còn in luôn mấy cái hình của mấy cái này nữa nè. Ủa, này đâu phải, này là cái miếng này. Ủa, miếng này là nó đã làm gì ta? Không lẽ mình lột ra mình dán đây hả? Lột được không? À, chắc cái này nó để đây cho đẹp thôi nè, đẹp cái hộp này thôi nè. Mình tưởng nó giống như là con Gan 356 Edition vậy đó. Thì đó, đầu tiên của nó là cái nhựa, nó là nhựa bóng, rất là bóng luôn, và nó lớp rất là nhiều lớp luôn nè, các bạn thấy không, rất là nhiều luôn. Thì con này là mình đã review rất là nhiều lần rồi, các bạn cũng biết rồi, thì chơi rất là ngon luôn. Cái chủ yếu là tại vì mình thích cái con này thôi. Ồ, lộn nữa các bạn ơi, mình cứ quên tập hoài à. Có bạn nào kêu là à lấy cái ngón này nè. Ồ, đúng rồi, cái này nó tiện hơn nè. Đúng rồi, có lẽ thời gian rảnh mình tập xong mình sẽ tập luyện nè. Đó, đúng rồi, vậy nó tiện hơn. Rồi, cảm ơn nè. Đó, mình thích là mình thích cái 500 mà khoan mà đục lỗ vậy nè. Mà đã vậy, cái này là mình đã nói rất là nhiều lần là nó phối màu nè, các bạn thấy không? Cái đường viền của nó là màu vàng nè, do trong cái 500 của nó màu đỏ nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thì cái này là coi như là ok đó, con này ok. Thì con này á, là mình không biết mấy cái shop khác bán nhiêu, nhưng mà mình mua ở cái shop Ubix Trà Vinh á, là với cái giá chỉ có 280k thôi. Đó, các bạn có thấy rẻ hay không, rẻ hay mắc thì các bạn để lại bình luận nha. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà thấy mà cái shop này rẻ hơn mấy shop khác thì các bạn có thể vô các bạn mua, tại vì mình thấy là cái giá 280k đó, nên thấy giá cũng được. Còn mấy cái shop khác thì không biết mấy shop khác bây giờ nó có giảm giá, nó có khuyến mãi không á, thì mình cũng chưa có cập nhật nữa nên mình chưa biết. Đó, thì bây giờ mình báo giá cho các bạn luôn. Tại các bạn hay nói là anh ơi hay nói giá đi đó, thì con này là 280k. Rồi, tiếp đến là cái con Gan X. Ui, được tặng nữa nè. Ui, tặng logo. Ui, coi trong đây có gì không. Ui, được tặng nhiều lắm các bạn ơi. Không, coi được tặng cái gì nữa không. À, được tặng hai cái đế nè. Cái logo này là logo gì đây? Cái logo này chắc logo của shop tự in ra nè, hay là sao á. Ây cha, cái logo Gan ổn quá. Nè, giỏi, logo Gan này chắc hư luôn rồi. Ổn quá, ổn quá. Chóc rồi, hết keo luôn rồi. À, không, nó dính như đây là hết keo rồi, hư rồi, thôi bỏ qua bên đi. Đó, được hai cái đế cũng được. Thì con Gan này là con Gan XV2. Thì cái bảng này á, thì mình coi ở trên shop á, là cái bảng tích cơ đen á, là cái bảng mà mình rất thích luôn á. Mình thích cái tích cơ dán hơn là tích cơ led, tại vì nó tích cơ dán nhìn nó giống như nó xịn sò sao á. Với lại mình cũng có nói rồi, thí dụ như lỡ mà các bạn có chơi cũ á, thì các bạn có thể thay tích cơ lại con Ubix nó mới, đúng không? Còn các bạn mua cái bản tích cơ led á, các bạn chơi một thời gian nó cũ, nó chạy, nó xước á, là coi như là thua luôn. Đó, thì cái đó là tùy theo sở thích của mỗi người thôi, ai thích cái gì thì mua cái đó thôi. Với lại cái con Gan XV2 này là con mình rất là thích luôn. Thì ở mấy video trước mình cũng có nói rồi á, là cái 500 của nó đó thay được không, thay đúc da đúc vô, mình thay đổi được gì á, nó mình đã khoái 500 đục lỗ rồi mà nó còn thay đổi được nữa, bởi vì khoái cái chỗ đó đó. Coi hy vọng coi nó có chất lượng hay không. Tại vì con Gan này á, là mình mua hình như là 600, chỉ có 600 thôi. Đó, thì các bạn nào thấy rẻ hay mắc thì các bạn để lại comment nha. Ủa, sao lại là bản tích cơ dán luôn, tích cơ led luôn. Ủa, nó ghi cái chữ X này, cái này là V1 hay V2 ta?
nè, nó ghi cái chữ X nè, à, hay là chỉ cái logo của cái thẻ nó chỉ ghi X vậy thôi chứ nó đâu ghi phải đâu ghi V2 đâu không các bạn. Còn cái này chắc phải mình phải kiểm lại rồi. Ủa nhưng mà rõ ràng mình coi ở trên shop là cái bảng thích cơ đen mà ta, sao tự nhiên lại ra là thích cơ led rồi? Thôi kệ, nói chung có cũng được. Đây, đó, bộ 500 của nó nè. Rồi. Đầy đủ ốc vít thai với một đống giấy tờ. Ủa hình như thiếu thiếu cái gì thì phải. Hình như thiếu thiếu á. Thiếu cái bao nhung á thì không các bạn. Không biết cái loại này có bao nhung, thường thường mình nhớ là mấy con gan được tặng một cái bao nhung mà không các bạn. Đó, mình lâu quá mình không nhớ nữa, đâu nãy mở cho coi coi. Mình nhớ là có tặng hay là không ra, cái đó là để mình coi lại coi coi. Thì giờ mình review trước cho các bạn đi. Chắc chắc hình như không có đâu. Tại vì cái này nó nguyên siêu mà mình khui ra mà, các bạn thấy nãy rõ ràng không, nguyên siêu mình khui ra rõ ràng luôn à. Cái nó cái bao, nói chung là cái bao nhung đó mình cũng không có sử dụng tới nữa, nhưng mà ý là mình nhớ là những con gan nó hay cũng hay có lắm mà ta. Ồ, chỉ tiếc là nó không được cái bảng tích cơ đen các bạn ơi. Mình thích cái bảng tích cơ đen hơn. Tại vì cái bảng tích cơ này thì mình có rồi, mình muốn mua mua cái bảng tích cơ đen á. Rồi, sao hư luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, filter chích kiểu này chắc chết quá. Đó. Đây, cái 500 của nó nè, rất là thích nè. Đâu giờ mình sẽ lấy ra mình thay thử coi. Đó, mình khoái gan ít V2 là cái chỗ đó đó. Thì nói chung ra với cái giá 600 ngàn này nè, thì các bạn nào thấy mắc hay rẻ đó thì các bạn để lại comment. Đó. Còn nếu mà các bạn thấy rẻ thì các bạn có thể vô shop các bạn mua. Thì mình đó thì mình đã thích cái con Garnet này rồi, với lại mình thấy cái giá cũng hợp lý nữa nên mình mua thôi. Còn mấy cái shop khác không biết nó có được cái giá đó hay không thì mình cũng chưa có tham khảo giá trên shop nữa. Đó, đó mình khoái chỗ này nè các bạn thấy không? Ý! Rồi nó văng mất tiêu luôn. Trời, nó tí làm sao đó ha. Đó mình đã đổi được cái 500 vàng rồi nè. À. Rồi. Đó, mình chỉ là review sơ sơ vậy thôi. Nói chung là mình chỉ review về giá cả với lại cái shop đó bán có uy tín hay không đó, chứ mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp mà review uy tín hay gì, review như tốc độ hay là setup hay sao. Rồi đó, video mình chỉ mua đợt này mua 2 con vậy thôi đó, tại vì mình vô shop mình coi thì mình thấy có 2 cái con này là đáng để mình mua thì mua. Nếu mà các bạn nào có muốn mua thì các bạn cứ vô shop các bạn coi, các bạn tham khảo nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, đăng ký và chia sẻ video mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.